Rồi bây giờ từ vị trí đứng tới cái vị trí cụ á, các em đoán coi mình bao nhiêu bước chân. Đứng yên tại chỗ, bao nhiêu bước chân tới vị trí cũ của mình? 54. Em 9 bước phải không? Rồi bước. Bước đi 9 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đứng đó, đứng đó. Tiếp em mấy bước? 10 bước. Bước 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đứng yên. 18 bước. Nhanh 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,